chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái cây mà nó có những cái hoa trắng trắng mà mình đang quay cho các bạn xem đây này. Cái cây này nó là một loại cây rừng các bạn. Mà cái bữa nay mình đi ngang qua mình thấy nó nở hoa rất là nhiều này. Và mình thấy cái hoa của nó cũng bé bé xinh xinh mà nó có một cái màu trắng ngà ngà này các bạn. Đây mình zoom lại gần cho các bạn xem này. Cái hoa nó nhìn cũng xinh lắm các bạn ơi. Các bạn có biết cái cây này nó có tên là gì không nè? Cái hoa của cây này nó có tên là hoa lồng mức á. Cái loại cây này nó hay lắm các bạn. Những cái quả của nó khi mà nó bây giờ là nó thành hoa, xong rồi tới lúc mà nó thành cái quả nó rồi cái nó già là nó tự tách đi, xong rồi những cái hột của nó bay đi khắp mọi miền á. Thì nó bay tới đâu là nó mọc thành cây ra đến đó. Vì đây là một loại cây rừng á các bạn. Nhưng mà tới lúc mà nó rộ hoa nhìn nó cũng rất là đẹp ha các bạn ha. Với lại cái loại cây lồng mức này cũng ít người biết lắm. Nhưng mà vì cái khu vực mình ở đây á, thì ngày xưa nó là đất rừng á, cho nên những cái cây này nó cũng vẫn còn nè các bạn. Có một vài người ta vẫn để trồng để cho nó có cái bóng mát á. Mà nó đang là cái mùa mà nó rộ hoa này. Nhìn cái hoa nó cũng xinh lắm nè. Hoa nó có 5 cánh mỏng mỏng, gầy gầy. Nhìn nó cũng rất là hay nè.